Hello Lê Bông. Thế anh tính phỏng vấn Lê Bông tí xíu về cái cuộc thi của em hôm bữa. Dạ vâng ạ. Bông ơi, có thể chia sẻ một tí xíu về cái vai trò của em trong cái buổi hôm nay. Hello các bạn, xin chào cả nhà. Mình là Lê Bông, chào mừng các bạn đến với buổi ra mắt bộ phim đầu tiên của Đông Tây Promotion có tên là Tâm Lớp Lỡ Va Vào Nhau. Ngày hôm nay thì mình được đến với vai trò, được chương trình mời đến với vai trò là MC Thảm Đỏ. Và hiện tại thì mình đang cảm thấy rất là háo hức, hồ hởi, hớn hở, hân hoan. Và rất là mong chờ để tí nữa có thể được vào và xem bộ phim đầu tiên của chương trình, bộ phim đầu tiên của Đông Tây Promotion là sản xuất. Thì vừa rồi thì Lê Bống cũng có gây chú ý trên mạng xã hội khi mà mình tham gia cái cuộc thi Hoa hậu á. Thì có thể tiết lộ tí xíu về cái quá trình quay của cái cuộc thi đó như thế nào rồi? Lý do thực ra là nếu như mọi người biết đến thì Bống từng là một người có cân nặng lên đến 70 kg á, rồi mình béo ú, mập ú luôn. Và mình đã nhờ những cái việc mà mình tập luyện này, cố gắng quyết tâm thay đổi bản thân, thì mình đã có một cái thân hình như hiện tại là còn có 52 kg thôi. Và mình rất là yêu thương bản thân mình, thì mình cũng mong muốn là tất cả các cô gái, tất cả mọi người ai cũng yêu thương bản thân, ai cũng sẽ có những cái phiên, ai cũng có một phiên bản hoàn hảo, chỉ là hôm nay bạn có bắt đầu tập luyện và yêu thương mình hay không thôi. Vậy nên là em cũng đến với chương trình với mong ước là mình có thể lan tỏa động lực tập luyện đó đến với tất cả mọi người. Và hiện tại thì chương trình đã bắt đầu ghi hình rồi, và bạn đã vào vòng cùng vào nhà chung rồi. Thế nên là mọi người cùng đón chờ xem là khi mà Bống ở trong nhà chung thì có những cái phần thi thử thách khó khăn và cam go như thế nào nhé. Thì trong trong cái cuộc thi đó thì có những cái bạn thi chung với mình, thì Bống thấy có bạn Thanh Tâm nữa đúng không? Thì thế hai bạn thân thiết, thì mình có thể nhận xét về Thanh Tâm tí xíu là trong cuộc thi đó bạn đó thể hiện như thế nào? Trong chương trình thì có em bé chứng rắn cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần cậu cơ. Và mình rất là vui khi có cơ hội là lần này khi mà tham gia chương trình ấy thì lại có Tâm đi thi cùng nữa. Vậy nên là hai chị em thì cùng nhau nắm tay nhau, dắt tay nhau cùng tham gia chương trình, và cũng rất là hy vọng là Bống và Tâm cũng có thể tiếp tục dắt tay nhau để vào đến vòng chung kết của chương trình Miss Phoenix Việt Nam 2021, Miss Phoenix Việt Nam 2022. Thì trong chương trình có các cái huấn luyện viên giống như là chị Thúy Vân hoặc Kỳ Duyên á, thì khi mà được tiếp xúc làm việc với mấy chị và chị Minh Tú nữa thì Bống cảm thấy các chị cái cách làm việc của các chị đối với các thí sinh như thế nào trong cuộc thi? Ở chương trình Miss Phoenix Việt Nam thì có 3 vị huấn luyện viên đều là những người rất là tài giỏi, có chị Thúy Vân này, có chị Kỳ Duyên này, và có cả chị Minh Tú nữa. Và khi mà Bống có cơ hội được gặp và tiếp xúc và làm việc cùng các chị ấy, thì thật sự là các chị rất rất là đỉnh luôn. Và mình nghĩ là mình sẽ cần phải học hỏi rất là nhiều, vì cách các chị ứng xử này, cách các chị nói chuyện này, cách các chị có thể lan tỏa những cái năng lượng của các chị đến với mọi người ấy, khiến cho mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Và mình cảm thấy rất là may mắn khi đã lựa chọn để tham gia chương trình Miss Phoenix Việt Nam 2022, vì nó sẽ giúp cho mình trở thành một cái hành trang á, để mình có thể ngày càng mình phát triển hơn này, mình ngày càng hoàn thiện được bản thân mình hơn này. Và nó cũng sẽ là một trong những cái kỷ niệm rất là tuyệt vời, kỷ niệm rất là đẹp ở những năm tháng thanh xuân tuổi trẻ của mình. Bống thì gần gũi với huấn luyện viên nào nhất? Bống á, thì ba vị huấn luyện viên đều đã giúp đỡ và hỗ trợ Bống rất là nhiều. Chị Kỳ Duyên ngay từ những vòng đầu tiên rồi, chị Kỳ Duyên đã luôn luôn là chỉ cho mình từ những cái nhỏ nhất này, là ví dụ tham gia thì em sẽ cần mặc trang phục ra sao, cách đi đứng như thế nào, và cách để mà mình nhận thức về một vấn đề này. Chị Thúy Vân thì luôn luôn đến với mình bằng tình yêu thương và trao rất là nhiều tình yêu thương cho mình. Và mình khi ở bên cạnh chị Thúy Vân ấy, thì nó giống như là chị Thúy Vân giống như một người chị, giống như một người mẹ, và mình cảm thấy rất là gần gũi và ấm áp. Còn ở chị Minh Tú thì toát lên một cái vẻ mà rất là kiểu rất là kiểu người sáng ấy, người sáng lấp lánh. Và khi mà mình được gặp và tiếp xúc chị Minh Tú ấy, thì mình lại có những cái năng lượng rất là nhiều, những cái năng lượng tích cực này, nhiều những cái năng lượng để khiến cho mình kiểu ví dụ lúc nào mà lúc ấy mình mệt quá, nhưng mà mình chỉ cần nhìn chị Minh Tú thôi, và nhìn cách chị Minh Tú ứng xử, cách chị Minh Tú nói chuyện với mọi người và lan tỏa đến mọi người, thì mình lại có thêm rất là nhiều năng lượng để mình có thể tiếp tục chiến đấu ở trong chương trình. Thì mình thấy cái phong cách của Bống hơi kiểu như là hot girl, nói chuyện dễ thương như vậy, thì nó có
nó có bị hơi khớp so với cái tiêu chí của cuộc thi hoa hậu hay không? Khi mình vào mình có phải cải thiện bản thân mình nhiều không? Thật ra với bản thân mình thì mình là một người khá là tăng động. Trong mọi vấn đề và mọi việc thì mình đều cần phải hoạt động rất là nhiều thì mới có thể giải tỏa, có thể giải được hình thể của mình và cũng như là có thể giải tỏa được cảm xúc của mình ấy. Thì điều mà mình cảm thấy rất là vui khi mà cả ba chị luôn và cả các anh chị huấn luyện viên này hoặc là ở trong chương trình cũng thế, luôn luôn nói là các em chỉ cần là các em sẽ tỏa sáng và các em sẽ là mỗi chúng ta đều là những người đặc biệt riêng. Vậy nên là các em chỉ cần là chính mình thôi thì các em sẽ tỏa sáng và khiến cho mọi người yêu thích. Dạ, cho em xin phép là bây giờ mình phải lên sóng livestream rồi ạ. Rồi, cảm ơn bé. Cảm ơn bóng nhiều nha. Em cảm ơn chị ạ. Chúc anh mình vô trong được thành được trên anh là người mở bát nên là anh thiệt đó hả? Thôi vậy thôi, để cho người khác đi. Cảm ơn bóng. Đúng rồi, mình là người ấy, con hơi sợ đó. Hôm nay em nhờ những người qua đây là thấy. Hôm nay nhiều qua đây là thấy ở trên xã ấy mình còn mấy lớp thôi á. À là lớp gì em? Lớp gì? Ôi, mọi người lâu lâu cũng mới gặp được một người. Welcome to the năm lớp mà hả các chị mà. Hello. Tại vì giống rất nhiều anh. Dạ vâng, lý do là tại vì lần đầu tiên của Đông Phương Promotion sản xuất một bộ phim đóng dấu và tâm lớp. Ủa, anh thấy tâm với tâm là lỡ, ba là phần nhau. Đúng rồi ạ, bên đầu tiên đóng mỗi tâm lớp và câu sau thì mới là lỡ ba và nhau ạ. Trời ơi, đó. Không có lỡ cái bộ phim. Ủa, gì ạ? Học với tự nhiên cái chị ơi đó thấy chưa, là người đầu tiên lợi lắm, người đầu tiên là mình sẽ được giới thiệu. Thưa quý vị, xin chào tất cả mọi người. Anh cầm luôn rồi. Không em. À, là đuổi vô rồi. À, mọi người ơi, bị đuổi vô rồi. À, sau khi bóng bóng chống bánh người đầu tiên xong rồi mình. Dạ vâng ạ, à, tạm biệt anh có thể vào trong kia và sẽ có một cái backdrop rất đẹp để có thể chụp ảnh check in ở đó. Dạ vâng, tạm biệt anh, bye bye anh ạ. Ủa nhìn hả, giờ đây là bà hả? Cùng chờ đón là vào lúc 2 giờ tối nay ngày 8 tháng 4 trên kênh YouTube của Đông Tây Cùng Xin Nha. Hello Diêm Khương. Khán giả đang theo dõi sự kiện livestream ngày hôm nay. Lời thứ hai xin được cảm ơn gia đình đã cho con một nhan sắc, một giọng nói, một thông thái như thế này để có thể là một MC chính thức của sự kiện ra mắt. Ui, ôi. Ai đây? Tự nhiên ba vào nhau này, anh nhìn quen quá. Sao em lại đến sớm thế? Chị tưởng là đã đến giờ nhận khách đâu? Để em nhận khách sớm thì chị, em khách mời đầu tiên nhé. Khách mời đầu tiên, nhưng mà sao ở đây nhiều máy quay đấy? Hôm nay mình đi review, em sẽ đi review cho mọi người về cái thảm đỏ và sự kiện ngày hôm nay nó như thế nào mà. Thế bây giờ chị sẽ cần nhìn máy quay nào để chào các bạn. Máy nào nhỉ? Dạ, đi đây đi. Ok. Hello các bạn, xin chào cả nhà. Chào mừng các bạn đến với buổi livestream của Đông Tây Promotion để chuẩn bị ra mắt của bộ phim đầu tiên của Đông Tây sản xuất có tên là Lỡ Ba Vào Nhau. Tâm lớp, lỡ ba vào nhau. Lớp gì? Lớp you. Lớp học mới. Mà này, thế nhau cuộc sống này thì là lựa chọn này, chọn yêu ai này, chọn thương ai này, chọn làm gì này. Và ngày hôm nay thì nghĩ là mình lựa chọn đến đây để là chuẩn bị xem một bộ phim mới thì cũng là một lựa chọn rất là sáng suốt đấy. Tại vì chị định biết đây là một bộ phim mà sẽ lan tỏa được rất là nhiều cái tình yêu thương đến mọi người. Và chị cũng muốn hỏi em một câu là tại sao em lại lựa chọn bộ outfit như này ngày hôm nay nhỉ?
Bây giờ bọn mình thử va vào nhau một cái xong rồi đi vào bên trong nhá. Backdrop cực kỳ đẹp luôn và mọi người sẽ bật mí được rất là nhiều những nhân vật trong bộ phim. Nào, 2, 3. Đi thôi, let's go. Ai chú nói vậy? Rồi tự nhiên thấy hai em anh muốn nhí nhố ghê luôn á mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.